Hello tất cả các bạn, chào mừng các bạn trở lại với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ quay một cái clip rồi mình sẽ ăn xoài chua cho mấy miếng ớt siêu cay nha. Hiện tại bây giờ mình đang trong lòng chợ nè và bây giờ mình sẽ bắt đầu đi mua xoài nha. Ok các bạn ơi, mình đã vừa mua xoài xong rồi nè, mình mua 1.000 ớt luôn và bây giờ mình đang trên đường về. Thì mình dạ bị mắc mưa các bạn ơi, đang trời nè. Mua 5g nha, bây giờ mình sẽ đi về nhà nhanh để mình ăn nha. Rồi mình sẽ rửa xoài rớt các bạn. Thì hồi nãy á, không có trái nào mà nó bự bự, nó còn nhỏ nhỏ vậy nè. Nên mình mua 2 trái luôn. Ớt nè. Ok các bạn ơi, bây giờ mình sẽ bắt đầu làm chiếc ớt siêu cay nha. Ok các bạn ơi, mình vừa làm xong chén bí ớt của mình đây. Đó, rất là cay luôn. Và hiện tại bây giờ mình đang ra trước cửa nhà cho nó mát các bạn. Và trời vẫn còn đang mưa. Hồi nãy mình vừa giờ là mưa rất là lớn luôn. Các bạn sẽ bắt đầu ăn. Thì mình sẽ cắn cái đầu này ra cho nó chấm muối ớt dễ cho các bạn. Rất là chua luôn. Em mình nó đòi ăn các bạn, mình cho nó trái nhỏ này luôn nè. Ok, sẽ đòi chấm thử nha. Xoài các bạn rất là chua, chấm với cái này á còn gì bạn này ha. Em mình nó rất là thích quay phim luôn các bạn, thấy mình quay là nó cạn ăn rồi. Thấy mình quay lại đò vô à, nên là mình cho mẹ lên quay chung luôn. Chua mà nó ngon lắm các bạn. Thấy ta nói là xoài chua chấm với cái miếng ớt này còn gì bằng. Ấy đúng rồi. Mình muốn chảy nước mắt ra các bạn về cái độ chua với cái độ cay của nó. Nhưng mà quá đã. Đã. Bây giờ tháo gửi các bạn ơi. Nhấm nhấm kìa. Mẹ ăn xài chua mẹ nó ngon. Không hiểu ngon chỗ nào. Mẹ không có chấm cho ăn không các bạn. Chấm là được, chấm là khóc luôn á. Cấu nữa là không được các bạn ơi, cay quá. Mình đã đỏ hơi được, tới giờ mình sẽ tiếp tục chấm cái xoài của mình à. Mình ăn cắn cắn cái vỏ
đó các bạn, mình cũng thấy nó ngọt. Chứ mà mình ăn cái thịt của nó mình không thể diệt ra cái độ chua của nó. Mà vậy mới đúng các bạn. Xoài chua chấm với ớt. Ơi, cảm ơn các bạn đã xem hết clip này. Thật sự bây giờ mình ngoài mình bắt đầu nó sưng sưng lên luôn à. Các bạn quên cho mình một nút like, share và subscribe nha. Bye bye các bạn. Bye.